Nhằm đẩy mạnh tiêu thụ dưa hấu niên vụ 2015-2016, Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đại diện một số tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn về các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ dưa hấu mùa vụ 2015-2016. Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và địa phương liên quan đã trao đổi về thực trạng sản xuất, lưu thông, khả năng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu mặt hàng dưa hấu niên vụ 2015-2016, những khó khăn vướng mắc trong việc cung cấp, trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa địa phương, nông dân và doanh nghiệp trong việc cân đối hiệu quả giữa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu dưa hấu, qua đó để đề xuất các giải pháp về sản xuất, hạ tầng thương mại để tiêu thụ dưa hấu bền vững trong thời gian tới. Để khắc phục những vướng mắc trong tiêu thụ, lãnh đạo Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong việc bảo quản, tiêu thụ và sản xuất dưa hấu, cập nhật thông tin về sản lượng, tiến độ thu hoạch, dự báo số lượng dưa hấu đưa lên biên giới, tích cực tìm kiếm thị trường, đối tác tiêu thụ để đón đầu sớm mùa vụ, v.v. Được biết, sản lượng dưa hấu của Việt Nam đạt khoảng 1,5 triệu tấn một năm, trong đó 80% là tiêu thụ trong nước, 20% dành cho xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu dưa hấu sôi động nhất là vào dịp Tết Nguyên đán và Tết Đoan Ngọ hàng năm, và thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, chiếm khoảng 85-90%.